cùng với lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc và nền tảng trực tuyến quản lý tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được đưa vào vận hành, người dân đã có thể đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 10 tháng 7 thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Cụ thể, người dân có thể tải về điện thoại thông minh smartphone ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Sau khi đăng nhập và khai báo các thông tin theo yêu cầu để kích hoạt ứng dụng, người dùng đã có thể sử dụng ứng dụng để đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Khi đăng nhập vào ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, màn hình hiển thị các tính năng tiện ích với biểu tượng và dòng chữ chú thích, gồm đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, xác nhận tiêm chủng, chứng nhận tiêm chủng, phản ứng sau tiêm và dịch vụ khác. Trong trường hợp đang đề cập, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng đăng ký tiêm chủng, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu, thông tin đăng ký tiêm. Tại biểu mẫu này, người dùng không cần phải mất công khai báo các trường thông tin lại từ đầu, vì trước đó người dùng đã phải khai báo khi kích hoạt ứng dụng. Tuy nhiên, có một số trường thông tin người dùng phải khai báo bổ sung như nghề nghiệp, đối tượng, địa chỉ nơi ở, dân tộc. Riêng trường kê khai thông tin đối tượng, hệ thống liệt kê các đối tượng như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước, người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch. Người dùng chỉ cần chạm vào và chọn đúng đối tượng để kê khai thông tin. Sau đó, nhấn nút tiếp tục ở phía dưới cùng bên phải màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu tiếp theo là tiền sử tiêm với 3 lựa chọn có, không và không nhớ để người dùng chọn tích vào. Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút tiếp tục ở dưới cùng bên phải màn hình. Biểu mẫu tiếp theo hệ thống sẽ hiển thị là phiếu đồng ý. Đây cũng là biểu mẫu cuối cùng mà người đăng ký tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 phải hoàn tất, bằng cách tích vào ô trống, đồng ý tiêm chủng và cam kết trong vòng 14 ngày qua chưa tiêm phòng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Sau khi hoàn thành biểu mẫu bằng cách nhấn vào nút xác nhận ở bên phải dưới cùng màn hình, thì hệ thống gửi về xác nhận đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công. Xác nhận này cũng cho biết hiện Bộ Y tế đang tiến hành thu thập nhu cầu và thông tin để lập danh sách đối tượng đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 theo từng địa bàn. Người đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công sẽ được liên hệ qua số điện thoại đã đăng ký với hệ thống, cùng với các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, địa chỉ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.